Chafron đưa tin, ngày 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố báo cáo tóm tắt diễn biến chiến sự quân sự đặc biệt trong giai đoạn từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Theo báo cáo, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 27 cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở điện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, kho UAV và khu vực chuẩn bị bay. Bên cạnh đó, lực lượng Nga còn tấn công các kho đạn dược và hậu cần, căn cứ sửa chữa, tàu hòa vận chuyển vũ khí và thiết bị do người nước ngoài sản xuất, khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực Kursk của Nga. Quân đội Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực làng Veseloye tại vùng Kursk, giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn xung quanh Suza, Matinovka và các làng khác trong khu vực. Về phần mình, lực lượng Nga đã đẩy lùi được các đơn vị của Kiev ra khỏi các làng Darino và Nikolaevo Darino ở khu vực Suza. Trong khi đó, tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang gia tăng sức ép lên các vị trí của đối phương ở khu vực Donbass. Trong những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu những thất bại lớn theo hướng Kudahovo, Pokrovs. Hơn nữa, sau khi lực lượng ủng hộ Kiev rút lui khỏi Ukraine, tuyến phòng thủ của họ đang trên bờ vực sụp đổ tại thị trấn Konyak. Báo cáo cho biết các đơn vị tiền phương của Nga đã đến gần và thậm chí là tiến vào thị trấn. Bất kể như thế nào, tình hình của các đơn vị Kajib ở phía tây Krasnogorovka vẫn rất phức tạp. Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra xung quanh Selidovo, Lysovka và Krasnija. Xung quanh Ukleda, lực lượng vũ trang Nga đang phát triển động lực ở vùng nông thôn Vodianoe bao vây thị trấn Ukleda theo hướng này quân đội Nga cũng đang nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của họ xung quanh Kremenaya và Ukleda ở một khu vực riêng biệt. Trong tuần qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine AFU, trong khu vực chịu trách nhiệm của nhóm lực lượng Silver lên tới 3.510 quân, 18 xe tăng, bao gồm một xe tăng Leopard, 117 xe chiến đấu bọc thép, 66 xe cơ giới, một hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS do Mỹ sản xuất và 34 khẩu pháo giã chiến. Trong khi đó, nhóm lực lượng Zapat tiếp tục tiến vào phòng thủ của địch, gây thiệt hại cho đội hình gồm 66 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn tấn công của AFO, ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov. 24 cuộc phản công của Kaina đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU lên tới hơn 3.745 quân, một xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 60 xe cơ giới. Ngoài ra, 40 khẩu pháo giã chiến đã bị loại bỏ, 19 khẩu pháo 155mm và hệ thống tự hành được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine, 16 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, 22 kho đạn dược giã chiến. Nhờ các hoạt động tích cực, nhóm lực lượng giúp đã giải phóng Zelandoye PVJ và George JFK thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tổn thất của AFU lên tới hơn 4.855 quân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh Marder do Mỹ sản xuất, 52 xe cơ giới và 34 khẩu pháo dã chiến. 17 trong số đó do các nước NATO sản xuất, 4 radar điện tử và 11 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy các đơn vị của nhóm lực lượng Tsen đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu quân đội nga đã gây thiệt hại hỏa lực cho một lữ đoàn xe tăng sáu lữ đoàn cơ giới hai lữ đoàn bộ binh hai lữ đoàn dạy g một lữ đoàn tấn công đường không của afu ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ một lữ đoàn vệ binh quốc gia và lữ đoàn liut của cảnh sát quốc gia ukraine lực lượng vũ trang nga đã đẩy lùi 58 cuộc phản công của các đội tấn công thù địch các đơn vị Ukraine đã chịu tổn thất lên tới 3.610 quân, một xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh Marder do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 21 xe cơ giới và 29 khẩu pháo dã chiến. Các đơn vị của tập đoàn quân Vostok đã kiểm soát những vị trí có lợi hơn. Quân lính đã tấn công vào các nhóm quân và thiết bị của một lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn bộ binh cơ giới và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. 11 cuộc phản công đã bị đẩy lùi. Đối phương đã mất tới 735 quân, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 16 xe cơ giới và 7 khẩu pháo giã chiến. Lực lượng không quân vũ trụ đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ một máy bay mig 29 của không quân Ukraine, 7 tên lửa tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 12 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 42 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 305 máy bay không người lái cánh cố định, trong đó có 153 chiếc nằm ngoài vùng tác chiến quân sự đặc biệt tổng cộng 646 máy bay và 283 trực thăng, 31.806 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 18.303 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.457 xe chiến đấu được trang bị MLRS, 14.903 pháo binh giã chiến và súng cối, cũng như 26.289 đơn vị thiết bị quân sự hỗ trợ đã bị phá hủy trong hoạt động quân sự đặc biệt. Bất chấp những thất bại ở khu vực Donbass, các lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến công tại Kursk. Kiev đang đưa ngày càng nhiều quân tiếp viện, bao gồm cả thiết bị quân sự tốt nhất do NATO cung cấp cho trận chiến. Trong trường hợp cuộc phiêu lưu này thất bại, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mới phát hiện ra rằng tình hình của họ ở các khu vực khác của tiền tuyến đã xấu đi đáng kể. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 18 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã hứng chịu hơn 500 thương vong trên khắp tỉnh Kursk trong 24 giờ trước đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất, bốn xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất và hàng chục xe bọc thép và thiết bị quân sự khác của Ukraine đã bị phá hủy trong vòng 24 giờ. Trong một video được đăng trên kênh Telegram Northern Way hôm 19 tháng 9, các thành viên thuộc lực lượng tác chiến phía Bắc của Nga đã được nhìn thấy sử dụng nhiều máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất để tấn công một xe tăng Leopard 2. Northern Way, kênh liên tục đăng tải các cảnh quay và thông tin cập nhật từ tiền tuyến, mô tả xe tăng này là Leopard 2A5, một trong những xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của Ukraine đòn đánh đầu tiên gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng, trong khi một UAV thứ hai dường như đã giáng một đòn lướt qua thân xe tăng Leopard. Đoạn video do một máy bay không người lái ghi lại cho thấy xe tăng của Ukraine bốc cháy dữ dội sau đòn tấn công của Nga. Theo giới chuyên gia, máy bay không người lái đang được xem là khắc tinh hàng đầu của xe tăng Ukraine, trong đó có Leopard. Trong thời gian qua, UAV của Nga đã thực hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Các lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch đột kích xuyên biên giới quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông có ý định kiểm soát nhiều nhất có thể các vùng lãnh thổ của Nga để củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zizky thừa nhận chiến dịch Kursk thực chất là một nước cờ nhằm buộc Nga phải rút quân khỏi tiền tuyến Donbass ở miền đông Ukraine. Nga tuyên bố cuộc tiến công của Ukraine đã sớm bị chặn lại và kể từ đó các lực lượng Nga đã bắt đầu một cuộc phản công để đẩy lùi lực lượng Kiev trở lại biên giới. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 9, chiến dịch Kursk đã khiến quân đội Ukraine tổn thất 15.300 người, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa đốc kết đa nòng, vân vân. Trong khi giao tranh với lực lượng Ukraine ở Kursk, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào Donbass và giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở khu vực này. Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí để đối phó với Nga trên các mặt trận, đặc biệt là các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phương Tây hiện vẫn còn chia rẽ về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả khu vực ở tỉnh Kursk sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích qua biên giới. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với phóng viên khi chia sẻ về tình hình chiến sự ở tỉnh Kursk hôm 20 tháng 9, những người lính của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của họ và họ sẽ tiếp tục hành động, quyền kiểm soát sẽ được khôi phục. Ông Peskov nói thêm, chúng tôi chắc chắn sẽ hành động giành lại quyền kiểm soát bằng cách nào, các kế hoạch của quân đội không thể công khai. Ông Peskov tuyên bố, tất nhiên tình hình ở những khu vực do quân Ukraine kiểm soát hiện rất bất thường, tình hình này sẽ được khắc phục kịp thời. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 9 cho biết nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục chiến dịch nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại tỉnh Kurs, giành lại hai khu định cư là Uspenovka và Boki trong tuần qua. Quân đội Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine hướng về Crimea Noye, Lyubimovka và Malaya Loknia trong ngày 20 tháng 9. Họ cũng đã đẩy lùi bốn nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá khu vực biên giới gần Noviput và Medvedev. Trong ngày 20 tháng 9, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 370 binh lính và 18 phương tiện bọc thép. Theo thống kê của Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực bên giới Kursk của Nga, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 15.300 quân nhân, 124 xe tăng, 56 xe chiến đấu bộ binh, 93 xe bọc thép chở quân, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 28 bệ phóng rocket đa nòng, vân vân. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300 km vuông lãnh thổ Nga sau hơn một tháng giao tranh. Trong nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi các vị trí trên lãnh thổ Nga, quân đội Moscow đã tiến hành một cuộc phản công hồi tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10 chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Curs của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu năm 2024, EAVKF hôm 20 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine tại Kurs đã bắt cóc dân thường và giam giữ họ trong các trại tập trung kiểu Đức Quốc xã. Bà Zakharova đã chỉ ra sự tương đồng giữa những hành động mà Đức Quốc xã từng gây ra đối với Liên Xô trong Thế chiến hay và hành động của quân đội Ukraine trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Bà Zakharova tuyên bố các cơ quan thực thi pháp luật của Nga tiếp tục thu thập dữ liệu về các trường hợp mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine bắt cóc người dân ở tỉnh Kursk khi họ chưa kịp sơ tán. Theo bà Zakharova, Hội Chữ Thập Đỏ Nga đã thu thập được nhiều lời kể của nhân chứng về vụ bắt cóc ở Kursk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, trên thực tế có bằng chứng cho thấy các chiến binh Ukraine đang tạo ra một hình thức trại tập trung ở khu vực biên giới Nga, nơi họ chĩa súng vào người dân địa phương, những người vì nhiều lý do khác nhau không thể rời khỏi những khu vực thiếu an toàn. Theo hãng tin TASS của Nga, giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện các hành vi phạm tội ở Kurs, bao gồm sát hại bờ bãi và bạo lực tình dục, cáo buộc rằng hàng chục người đã bị ép lên xe tải và bị đưa đi theo một hướng không xác định. Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất này. Hãng thông tấn TASS đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết những bức ảnh về nhà máy điện hạt nhân Kursk gọi tắt là NPP, do truyền thông Ukraine công bố cho thấy Kiev vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công cơ sở này. Bà Zakharova nói, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ và Anh đứng sau mọi động thái của Kiev. Từ những bức ảnh về nhà máy điện hạt nhân Kursk được chụp từ khoảng cách vài km bởi máy bay không người lái trinh sát, rõ ràng là Kiev vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công cơ sở hạ tầng dân sự này. Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga, gọi tắt là Rosatom, ông Alexei Likachev tuyên bố rằng nhà máy điện hạt nhân Kursk đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công dữ dội vào tháng 8. Ông lưu ý rằng chính quyền Ukraine không hề che giấu ý định chiếm giữ nhà máy bằng vũ lực. Trong một diễn biến khác, theo Saffron, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev tại các khu vực Belgorod và Kursk. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 8 máy bay không người lái tự sát của Ukraine đã bị bắn hạ trên Belgorod. Riêng thống đốc Kursk Alexei Smirnov đã thông báo qua kênh chính thức của mình trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một tên lửa đã bị đánh chặn trên khu vực này mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, không có bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào trong khu vực. Chính quyền Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, đặc biệt tập trung vào cả Belgorod và Kursk. Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, lực lượng Kiev đã tiến hành một số cuộc đột kích vào Belgorod và Kursk và tất cả đều bị đẩy lùi. Để đáp trả, quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào khu vực Kharkiv của Ukraine và đã thành công trong việc thiết lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới Belgorod. Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng vào ngày 6 tháng 8 bằng cách phát động một chiến dịch trên bộ toàn diện ở Kursk. Sự tiến công của lực lượng Kiev đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại. Hàng loạt khu định cư đã được giải phóng. Kế hoạch xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine không thể thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt quân đội Nga tiếp tục tiến quân theo nhiều hướng. Mới nhất, vào ngày 17 tháng 9, các nguồn tin quân sự cho biết quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Ukras thuộc Donbass, miền đông Ukraine. Hãng tin này nói đã nhận được những ảnh chụp cho thấy các binh lính Nga đang dương cờ trên một khu mỏ nằm ở ngoại ô phía tây của thị trấn. Ukraine và thị trấn Selidovo gần đó đã trở thành một mặt trận giao tranh dữ dội trong tuần qua khi lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía Tây và Tây Nam Abdiivka, một thị trấn quan trọng của vùng Donetsk. Song song đó, lực lượng Nga hiện đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp cho lực lượng Ukraine trong tỉnh Donetsk dẫn thông tin từ Thiếu tướng Apti Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên hướng sút ra tại vùng Kursk. Theo ông, lực lượng của Kiev đang nỗ lực để ít nhất là giành được vị trí ở một giải đất nhất định bằng cách nào đó. Thiếu tướng Apti Alodinov chia sẻ trên truyền hình Nga, các binh sĩ đã làm tốt công việc của mình trong suốt cả ngày theo hướng rút ra nơi chúng tôi đóng quân. Rất nhiều binh sĩ của đối phương đã bị tiêu diệt. Đối phương cũng đã bắn về phía chúng tôi nhưng không có một điểm nào mà họ có thể tiến xa được 100 mét. Đối phương đang trong tình thế thực sự là khó khăn và tìm cách để ít nhất sẽ giành được một vị trí ở địa điểm hiện tại. Đồng thời, ông cho biết vào ngày 19 tháng 9, ông đã đến thăm sườn phải của quân đội Nga theo hướng Kursk gần các thành phố Lardins và Lugov. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ác cho hay, tôi muốn lưu ý rằng đối phương đã tìm cách tiến quân trên hai giải đất trong suốt cả ngày. Một số xe của đối phương đã bị đốt cháy, rất nhiều binh sĩ của đối phương đã bị tiêu diệt. Lực lượng của chúng tôi là những chiến binh anh hùng, những người thực sự anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov thông tin lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng là Nikolayevo, Darino và Darino ở Kurs. Các làng này là các tiền tuyến cũ mà Ukraine thiết lập vào tháng 8 khoảng 15 km hai ngôi làng ở phía tây của Kursk đã tạo ra vị trí thuận lợi để lực lượng Nga tấn công Sivalikovo, nơi lực lượng Ukraine đang sử dụng làm trung tâm hậu cần, theo Reuters. Thiếu tướng Apti Alodinov nói, toàn bộ mặt trận của chúng tôi đã tiến về phía trước, đồng thời tiết lộ lực lượng Nga cũng đang tiến vào miền đông Ukraine. Ngày 6 tháng 8, Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực biên giới Kursk của Nga nhằm mục đích buộc Nga điều động bớt lực lượng ra khỏi miền đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một loạt các ngôi làng trong những tháng gần đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 9 cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk đã chuyển hướng khoảng 40.000 binh sĩ Nga khỏi tiền tuyến. Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù tình hình ở khu vực Donetsk phía đông cực kỳ thách thức, nhưng Kiev đã xoay sở để giảm khả năng chiến đấu của Moscow tại đó. Một vấn đề riêng biệt là hoạt động ở khu vực Kursk. Chúng tôi đã xoay sở để truyền hướng khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này. Hoạt động tác chiến của chúng tôi vẫn đang tiếp tục, Tổng thống Zelensky nói thêm. Theo tờ Kajipos, cuộc tấn công của Ukraine đã buộc Nga phải huy động lực lượng tiếp viện đến khu vực Kursk. Phía Moscow tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng tại Kursk kể từ tuần trước trong một cuộc phản công. Tuy nhiên, vào ngày 18 tháng 9, một quan chức Ukraine nói rằng cuộc phản công đã bị chặn lại. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi Nga tiến hành cuộc phản công vào sườn phía tây của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Đối phương đã cố gắng tấn công từ hai bên sườn, nhưng họ đã bị chặn lại ở đó. Tình hình đã ổn định và hôm nay mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Họ không thành công. Ông Oleksiy Dmytchaskivsky, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Ukraine tại Kursk, nói. Dù vậy, ông Oleksiy Demichaskipsky thừa nhận một số thành công nhỏ của Nga. Lực lượng Nga đã tiến vào một trong những khu định cư. Họ bắt đầu chiến đấu để giành một khu định cư khác, nhưng chỉ có như vậy thôi. Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Oleksiy Demichaskipsky. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, vào tuần trước, Ukraine đã tiến quân xuyên biên giới về phía tây các vị trí chính của họ tại Kodejnefsky và Sutjansky cụ thể là ở quận Gluskovsky gần Noviput ở phía Nam và Tetkino ở phía Tây. Trong báo cáo hôm 17 tháng 9, ISVK cho hay bất chấp các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Ukraine, không bên nào đạt được bước tiến đã xác nhận trong ngày trước đó. Quân Nga vượt sông Snagos lập một bàn đạp để đánh xuống Ziverdykovo, cắt đứt sự liên hệ của nhóm quân Ukraine ở Kursk với hậu phương vùng Sumy. Ngoài cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk ở Donetsk và tiến công vào khu vực Zaporozhye, quân đội Nga đang đẩy lùi nhóm quân Ukraine theo hướng Kupyansk một cách có hệ thống. Hôm 18 tháng 9, lực lượng Nga đã tiến vào khu vực làng Senmakovka. Các mục tiêu trung gian tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực Kupyansk hiện là các khu định cư Kruplikovka và Zagrezovo. Chiến thuật của Bộ Chỉ huy Nga ở khu vực chiến sự này thực tế không khác gì những chiến thuật được áp dụng thành công ở Donetsk. Trong các trận chiến gần Kupians, lực lượng vũ trang Nga đang dần gặm nhấm các phần lãnh thổ và khu định cư đang nằm trong tay quân Ukraine, đồng thời cố gắng cô lập các nhóm quân Ukraine trong khu vực chiến đấu bằng cách vô hiệu hóa liên lạc và cắt đứt đường tiếp tế hậu cần. Vì những mục đích này, quân đội Nga tích cực sử dụng lực lượng hàng không tấn công trên diện rộng với uy lực mạnh. Một ví dụ rõ ràng về hoạt động này là việc phá hủy đường vượt sông Oskol của lực lượng Ukraine trong khu vực ga xe Kupians, Bộ ba này là huyết mạch giúp Kiev vận chuyển thiết bị, đạn dược và nhân sự đến Kupyansk, nên việc phá hủy nó đã làm suy yếu sự kháng cự của lực lượng phòng thủ Ukraine. Để phá hủy đường vượt biển, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa KH-38M có độ chính xác cao được bắn bởi máy bay ném bom chiến đấu Su-34. Kết quả là một tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cách đây vài tháng, Kyiv đã thông báo buộc phải sơ tán người dân Kyivpians và các khu định cư xung quanh vì lo ngại rằng các đơn vị Nga sẽ sớm tiếp cận thành phố và ngày này đang dần đến gần hơn. Trong khi đó, tình hình chiến sự ở khu vực Kursk của Nga cũng có nhiều biến động lớn khi hai bên đang giành giật từng ngôi làng, từng khu định cư. Ở vùng này, các trận chiến đang diễn ra chủ yếu ở khu vực biên giới, trong khi quân đội Nga đang đè bẹp cánh trái của nhóm quân Ukraine ở Kursk thì đối phương họ đang đáp trả bằng một cuộc phản công ở phía bắc khu vực. Phóng viên quân sự Nga của kênh điện tín Don Sokwa đưa tin, vào ngày 18 tháng 9, lực lượng vũ trang Nga đã tái chiếm các khu định cư Darino và Nikolaevo Darino, nhưng lực lượng Ukraine đã tăng quân và bao vây ngược lực lượng đồn trú của Nga đang phòng thủ ở làng Kremianoye ngôi làng này cùng với ngôi làng olgokka lân cận đã nhiều lần đời chủ các chỉ huy ukraine nhận ra rằng việc mất những vùng lãnh thổ mới đánh chiếm được sẽ có tác động rất tiêu cực đến vị thế của toàn nhóm do đó họ đang cố gắng hết lần này đến lần khác để giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng hiện nay lực lượng nga ở kremi buộc phải chiến đấu trong vòng vây nhưng nói một cách nhẹ nhàng thì còn quá sớm để mở sâm banh cho nhóm quân ukraine bởi quân nga sau khi chiếm được Liubimovka đã tiếp tục vượt sông snagos tạo bàn đạp cho một cuộc tấn công tiếp theo vào silver khu định cư được coi là trung tâm hậu cần quan trọng nhất của nhóm quân ukraine ở khu vực Kursk. Hiểu được tầm quan trọng của Silver Likovo, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine cách đây một thời gian đã ra lệnh chuẩn bị các công sự phòng thủ nhằm quyết tâm giữ vững khu vực này, làm điểm tựa cho toàn bộ nhóm quân Ukraine trong khu vực, tránh bị quân Nga bao vây, cắt đứt sự liên hệ với hậu phương ở vùng Sumy.